chiếc thuyền này bị bay lên khỏi mặt nước. Đây là cuộc thi đua thuyền cao tốc. Với động cơ mạnh mẽ, thuyền sẽ chạy rất nhanh nên các tay đua phải điều khiển thật khéo léo để thuyền về đích. Nhưng có rất nhiều tay lái không làm chủ được tốc độ đã bị bay lên bờ và bị cản lại bởi hàng rào bảo vệ. Có thuyền bị bay lên và trượt dài đi, đội đua này thì bị lật và chìm tại chỗ. Đội đua này đã gần tới đích nhưng lại bị mắc sai lầm ở khúc cua cuối, và nhà vô địch hôm nay đã điều khiển thuyền tốc độ cao, vượt qua rất nhiều đoạn cua khó để về đích.